Ngày hôm qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành theo dõi và bắt quả tang Trương Hoàng Phúc, 29 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn khi đang chuẩn bị thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một lượng lớn ma túy thuốc lắc. Cụ thể, vào thời điểm trên, các trinh sát tiến hành theo dõi Phúc đang có dấu hiệu khả nghi. Khi đến gần khu vực cầu Hòa Xuân thuộc địa bàn quận Hải Châu, đã tiến hành khống chế, phát hiện trong người Phúc có 100 viên ma túy thuốc lắc và một gói ketamin chuẩn bị giao bán cho một đối tượng. Đấu tranh nhanh, Phúc thừa nhận thuốc lắc và ketamin bị bắt quả tang đặt mua từ một thanh niên không rõ lai lịch trên địa bàn thành phố, quen biết qua mạng xã hội. Số ma túy có được, Phúc đem về phân chia bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Phúc từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù chưa lâu lại tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra mở rộng.